chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giai điệu quê hương của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị và các bạn, là một người con của Bắc Cạn, từ nhỏ nữ ca sĩ Hoài Thu đã được nghe những câu si, câu lượn, câu then của cha, của mẹ, của bà, của những bậc nghệ nhân dân gian. Chính vì thế, những câu si, câu lượn, câu then đó đã thấm sâu vào từng hơi thở của cô, tạo nên những vần điệu, âm điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển. Một lần Tết đến với đảo xa, nghe không anh tiếng đất liền nhắn gọi, trong man mác rì rầm đêm sông nói như câu ca điều ly mẹ ba miền. Chút du hai cho đảo nhỏ bình yên, cho con mẹ mãi đá mềm chân cứng, cho sức trẻ giữ bình yên cuộc sống, nên thư ra giấy mực vẫn tươi màu. Giữa muôn trùng có hương lúa hương cao, trên mây trắng có cánh cò bay là, anh có nhớ cây vườn mình thay lá, lại một lần xuân đến nữa xa anh, thương đào tiền tiêu em hoa. Đào xa nghe không anh tiếng đất liền nhắn gọi, trong man mác rì rầm đêm sông nói như câu ca điều ly mẹ ba miền. Chút du hai cho đào nhỏ bình yên, cho con mẹ mãi đá mềm chân cứng, cho sức trẻ giữ bình yên cuộc sống, nên thư ra giấy mực vẫn tươi màu. Giữa muôn trùng có hương lúa hương cao, trên mây trắng có cánh cò bay là, anh có nhớ cây vườn mình thay lá, lại một lần xuân đến nữa xa anh, thương đào tiền tiêu. Với giọng hát thanh mảnh, thánh thoát, nhẹ nhàng, ca sĩ Hoài Thu đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người yêu nhạc tỉnh nhà. Được phát hiện tài năng ca hát từ cuộc thi giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn tổ chức năm 1999, đạt giải 3 và năm 2002 đạt giải nhì. Hoài Thu đã tiếp tục có quãng thời gian được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện nay là một ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Bắc Cạn, chị vẫn luôn phấn đấu, rèn luyện, được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Mỗi ca khúc chị thể hiện đều mang sắc thái mới bởi chính giọng hát của mình.
Thưa quý vị, để có thể hoàn thành xuất sắc một bài hát không đơn giản là thuộc lời bài hát, nhớ giai điệu, hát đúng nhịp và ăn mặc thời trang. Những điều đó chỉ là yếu tố cơ bản, để trở thành một ca sĩ thực thụ cần phải có một quá trình rèn luyện chăm chỉ về nhiều mặt. Theo kinh nghiệm của ca sĩ Hoài Thu tâm sự, hát hay chưa đủ, người thể hiện ca khúc còn cần phải tạo sự rung động, kết nối với người nghe. Điều đó là chìa khóa quan trọng để tạo sự thành công. Trong màn đêm, mùi hương một đóa
bàn chân để bước dưới mưa buồn, không đôi bàn tay để nâng phím đàn, đôi mắt màn đêm chẳng thể ngắm đó. Nhưng trong lòng tôi ngập tràn khao khát. Trong nỗi buồn, trong nỗi buồn, màu da cam.
Thưa quý vị và các bạn, những ca khúc về Bắc Cạn bao giờ cũng được đón nhận nồng nhiệt nhất của người yêu nhạc tỉnh nhà khi nó ra đời. Ca khúc Ngân Sơn Quê Em cũng vậy. Ca khúc giản dị, giai điệu nhẹ nhàng, hòa quyện với giọng hát thanh thoát của Hoài Thu đã đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Chương trình giai điệu quê hương của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.